Ngay sau đây là cập nhật mới nhất về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 30 tháng 11, Việt Nam ghi nhận 11.515.908 ca mắc COVID-19. Tổng số ca được điều trị khỏi 10.608.488 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị 68 ca. Trong ngày, cả nước ghi nhận 3 ca tử vong do COVID-19 tại An Giang, Hà Nội, Tây Ninh. Tổng số liều vaccine đã được tiêm 264.309.544 liều. Các nhà khoa học Pháp cảnh báo tình trạng nóng lên toàn cầu có thể khiến một số loại virus hồi sinh gây ra đại dịch mới trên thế giới. Sau sự hồi sinh của loại virus Thây Ma bị mắc kẹt dưới hồ nước đóng băng ở Nga khoảng 50.000 năm. Các nhà khoa học Pháp đưa ra cảnh báo cho cơ quan y tế về việc thiếu cập nhật quan trọng về virus trong lớp băng vĩnh cửu kể từ các nghiên cứu ban đầu vào năm 2014 và 2015. Sau khi nghiên cứu các nền văn hóa, các nhà khoa học phát hiện tất cả các virus Thây Ma đều có khả năng lây nhiễm và do đó là mối đe dọa sức khỏe. Họ cho rằng con người có thể đối mặt với những đại dịch như COVID-19 trong tương lai khi lớp băng vĩnh cửu tan chảy, tiếp tục giải phóng các loại virus ngủ yên trong thời gian dài. Cần có thêm nhiều nghiên cứu để xác định mức độ lây nhiễm của những virus chưa biết này khi tiếp xúc với ánh sáng, nhiệt độ, oxy và các yếu tố môi trường ngoài trời khác. Trên tờ Washington Post, một bài viết đã kêu gọi người Mỹ nên coi côn trùng là nguồn thực phẩm chính. Tác giả của bài báo lập luận rằng việc chuyển từ thịt bò, lợn và gà sang ăn côn trùng sẽ tốt hơn cho môi trường. Bài báo đã đánh dấu nỗ lực mới nhất của tờ báo này cùng các cơ quan truyền thông khác nhằm thuyết phục người tiêu dùng Mỹ ăn côn trùng. Tìm kiếm nhanh trên Google cho thấy, từ năm 2013, Washington Post liên tục nhắc đến chủ đề này với loạt bài như Tại sao côn trùng cần phải trở thành một phần lớn hơn nữa trong chuỗi thức ăn của người? Hay như bài viết Tại sao bạn có thể và nên ăn côn trùng? Tờ báo tuyên bố 2 tỷ người, tương đương khoảng 1/4 dân số toàn cầu, ăn côn trùng. Đồng thời khẳng định ngành công nghiệp thực phẩm côn trùng sẽ tăng doanh thu hàng năm lên 9,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Tính đến hết tháng 11, đã có hơn 11.900 cơ sở trong số 13.056 cơ sở khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân trong khám chữa bệnh, đạt tỷ lệ trên 91%. Cùng với đó, số lượng công dân có sử dụng căn cước công dân đi khám, chữa bệnh trên toàn quốc là gần 6,2 triệu người. Số lượng công dân có thông tin bảo hiểm trả về trên toàn quốc là trên 3,8 triệu người, đạt tỷ lệ 63%. Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kết nối thành công với Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, ngay từ khi Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư được đưa vào vận hành chính thức. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện xác thực thông tin công dân trong Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư qua số chứng minh nhân dân để đối chiếu, đồng bộ số căn cước công dân từ Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư sang Cơ sở Dữ liệu của Bảo hiểm xã hội. Ủy ban nhân dân thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Đức, tỉnh Bình Định cho biết, một học sinh 5 tuổi của trường mầm non Tăng Bạt Hổ tử vong chưa rõ nguyên nhân sau bữa ăn tại trường. Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 29 tháng 11, sau khi ăn cơm ở trường, em nhỏ được cô giáo đưa đi ngủ như thường ngày. Nhưng sau đó, cô giáo phát hiện học sinh có một số dấu hiệu bất thường về sức khỏe nên đưa trẻ đến Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân, Bình Định để cấp cứu nhưng em bé đã tử vong. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tử vong thương tâm này. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết có nhiều diễn biến phức tạp, số ca mắc trên địa bàn Hà Nội những ngày gần đây có dấu hiệu tăng cao. Các trung tâm y tế dự phòng đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng chống, ghi nhận tại huyện Mỹ Đức. Một buổi phun hóa chất diệt muỗi của các nhân viên trung tâm y tế huyện Mỹ Đức. Hóa chất được pha trộn với dầu, phun ra ở dạng khói nóng có độ bám dính cao. Những chiếc máy phun này được đánh giá là hiệu quả hơn so với những thiết bị thông thường. Phun thuốc này là phun bằng cái thuốc han tốc của trung tâm y tế đưa về. Thì cái này là cứ pha theo tỷ lệ của nhà sản xuất. Sau khi mà phun cái thuốc này thì số lượng muỗi mà diệt được là phải trên 95%. Nói chung là ý kiến của người dân thì đa số là bảo phun thế là rất tốt. Tính từ đầu tháng 11 đến nay, Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức đã tổ chức hàng chục đợt phun hóa chất diệt muỗi, sử dụng tới hơn 8.000 lít dung dịch. 100% hộ dân tại một số xã được phun thuốc trực tiếp tại nhà. Trung tâm Y tế huyện đang lên kế hoạch mở rộng vùng phun thuốc ra các xã còn lại. Công tác phun thuốc muỗi được Trung tâm Y tế thực hiện bài bản, có thông báo trước cho người dân dọn dẹp tổng vệ sinh
trước khi thực hiện phun. Sau khi phun thì hiệu quả rất rõ rệt, không còn ruồi muỗi và côn trùng. Môi trường sống thì rất an toàn, tôi không còn cảm thấy ruồi muỗi và côn trùng sống xung quanh mình nữa. Cảm thấy nó yên tâm khi con cái nó chơi đùa ở ngoài. Trung tâm Y tế huyện cũng phối hợp với đoàn thanh niên xuống tận nhà dân để truyền thông, vận động người dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Trọng tâm là vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, lật úp và loại bỏ nước ở các dụng cụ chứa nước không cần thiết. Mỗi một tuần là trung tâm y tế cử cán bộ xuống bệnh viện đa khoa huyện theo phân cấp là giám sát từ 2 cho đến 3 lần và cử cán bộ đội chống dịch cơ động của trung tâm là xuống các trạm y tế cùng với trạm y tế để giám sát côn trùng, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Từ đó thì đánh giá các cái kết quả nguy cơ và mình sẽ phát hiện sớm các cái trường hợp nghi ngờ mắc sốt xuất huyết và tiến hành bao vây khoanh vùng xử lý kịp thời. Tính đến thời điểm hiện tại, địa bàn huyện Mỹ Đức đã ghi nhận 92 trường hợp mắc sốt xuất huyết, so với cùng kỳ năm ngoái tăng trên 70 ca. Số ca mắc chưa có xu hướng giảm mà vẫn đang tăng. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, số lượng ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố có xu hướng gia tăng trên 1.200 ca trên một tuần. Cùng với các chiến dịch diệt muỗi, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện phân luồng, phân tuyến, đảm bảo người dân được chăm sóc, điều trị và chuyển tuyến kịp thời. Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình cho biết, dân số Việt Nam đã vượt 99 triệu, đứng thứ 15 thế giới, thứ 8 ở châu Á và thứ 3 ở ASEAN. Việt Nam sẽ đón công dân thứ 100 triệu vào năm 2023. Nhờ sự nỗ lực của chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình, Việt Nam đã đạt và duy trì mức sinh thay thế hơn một thập kỷ qua. Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai ở mức cao 74,7%. Trong đó tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại là 67%. Tuy nhiên, nước ta vẫn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình. Số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 15 đến 49 tuổi hiện nay của nước ta là gần 25 triệu người và vẫn tiếp tục tăng lên 26 triệu người vào năm 2030. Đảm bảo tôn trọng và an toàn trong hỗ trợ phụ nữ, trẻ em di cư mất an toàn và mua bán trở về. Đây là chủ đề của bữa sáng Huy Băng Trắng 2022, sự kiện thường niên vừa diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Đáng chú ý là sự có mặt của 80 đại biểu nam giới là lãnh đạo của các bộ, ban ngành và các tổ chức xã hội. Đảm bảo tôn trọng và an toàn trong hỗ trợ phụ nữ, trẻ em di cư mất an toàn và mua bán trở về, do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng và Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ đã được tổ chức tại Hà Nội. Tại sự kiện năm nay, hơn 80 đại biểu là lãnh đạo nam giới đến từ các bộ, ban ngành, các tổ chức cung cấp dịch vụ đã cùng thảo luận, chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo tôn trọng và an toàn trong suốt quá trình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em di cư bị mua bán trở về. Theo điều tra quốc gia tình hình bạo lực đối với phụ nữ tại Việt Nam lần 2 năm 2019. Tại Việt Nam, có tới 90,4% phụ nữ bị bạo lực thể xác hoặc tình dục do chồng gây ra, không tìm kiếm bất kỳ sự hỗ trợ nào từ cơ quan chính quyền. Với thông điệp tôn trọng và an toàn, sự kiện năm nay kêu gọi tất cả nam lãnh đạo trở thành những người tiên phong, tạo nên sự thay đổi, thúc đẩy mô hình nam giới tích cực, chung tay phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Sự vào cuộc của nam giới sẽ góp phần thay thế những chuẩn mực xưa cũ, tạo nên các quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau tạo những cơ hội phát triển bình đẳng cho cả nam giới, phụ nữ và các nhóm đa dạng giới khác. Với đặc thù là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, xã Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu có 97% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Điều kiện kinh tế khó khăn khiến các em học sinh nơi đây chưa được quan tâm nhiều đến đời sống và học tập. Những khó khăn đó dần được khắc phục khi học sinh được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ chi phí học tập, nuôi ăn bán trú theo các chính sách của chính phủ. Khoảng 5 năm về trước, việc học của con em trên địa bàn xã Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều trẻ trong độ tuổi đến trường không được đi học, hàng ngày phải theo bố mẹ lên nương. Trước thực trạng đó, các thầy cô giáo đã đến từng gia đình tuyên truyền, giải thích, vận động phụ huynh cho con em đến lớp. Cũng nhờ có cái công tác bán trú cho nên là các cháu là đi học đều hơn và duy trì tốt cái sĩ số và cái tỷ lệ chuyên cần của nhà trường thì hàng ngày là đạt từ 95% trở lên đối với cấp trung học và 98% trở lên đối với cấp tiểu học. Tại trường tiểu học và trung học cơ sở Pu Sam Cáp, có 100% số học sinh được hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81 của Chính phủ và 230 em ở bán trú được hỗ trợ chế độ bán trú. Nhờ chính sách này mà các thầy cô giáo không còn phải đến từng bản, từng nhà vận động học sinh ra lớp, đặc biệt tình trạng học sinh bỏ học giữa trường nhiều năm nay không còn xảy ra. Em ở bán trú từ năm lớp 3,
ở trường được nhà nước nuôi ăn uống đầy đủ ngon. Với sự ân cần, quan tâm, sẻ chia của giáo viên đã giúp các em thêm yêu trường. Nhờ đó, toàn xã duy trì sĩ số học sinh đạt trên 99%, tỷ lệ học sinh chuyên cần đạt 96%. Chỉ đạo là hoàn thiện các cái hồ sơ để đảm bảo cái quyền lợi cho các cháu, rồi là huy động cái nguồn lực có thể ở xã để cùng chung sức với nhà trường thúc đẩy cái giáo dục của địa phương đi lên. Đằng sau những bữa cơm ấm áp tình thầy trò vùng cao là sự cố gắng của tập thể các nhà trường với mục tiêu tất cả vì học sinh thân yêu, giúp các em có điều kiện học tập tốt nhất. Dù còn nhiều gian khó, nhưng với những chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng tâm huyết và lòng yêu nghề của thầy cô giáo nơi đây sẽ tiếp sức cho các em học sinh vùng khó đến trường. Tiếp theo chương trình là một số nội dung đáng chú ý khác. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng tốc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người từ 60 tuổi trở lên. Sau khi ghi nhận số ca mắc mới hàng ngày ở mức cao trong thời gian gần đây, việc tiêm chủng sẽ được đẩy mạnh tại các điểm như viện dưỡng lão và những người không muốn tiêm vaccine bắt buộc phải có lý do cụ thể. Khoảng cách tiêm các mũi vaccine được rút ngắn còn 3 tháng đối với người trên 80 tuổi. Theo thống kê tại nước này, chỉ có 65,7% số người trên 80 tuổi đã tiêm đủ liều vaccine cơ bản. Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam 15 tuổi vào viện khám vì đau bụng cơn vùng quanh rốn, bụng trướng, chưa có tiền sử bị bệnh bất thường. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị tắc ruột, theo dõi ung thư đại tràng trái và chỉ định mổ cấp cứu làm hậu môn nhân tạo đại tràng trái. Sau 10 ngày, bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cắt đại tràng trái và vét hạch. Các bác sĩ tiếp tục đánh giá tình trạng và xét điều trị hóa chất bổ trợ cho bệnh nhân. Sau vụ việc 10 trẻ nhập viện do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn sushi của một quầy bán hàng lưu động, các cơ quan chức năng thành phố Tây Ninh đã tiến hành điều tra và xác minh cơ sở kinh doanh gây ra các vụ ngộ độc trên là KTT Fast Food. Qua quá trình kiểm tra cho thấy, cơ sở này không đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh thực phẩm, không có giấy đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, trang thiết bị dụng cụ không đảm bảo. Người bán không trang bị đủ khẩu trang tạp dề. Cơ sở kinh doanh những sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Các nhà khoa học Pháp cảnh báo tình trạng nóng lên toàn cầu có thể khiến một số loại virus hồi sinh gây ra đại dịch mới trên thế giới. Sau sự hồi sinh của loại virus thây ma bị mắc kẹt dưới hồ nước đóng băng ở Nga khoảng 50.000 năm. Các nhà khoa học Pháp đưa ra cảnh báo cho cơ quan y tế về việc thiếu cập nhật quan trọng về virus trong lớp băng vĩnh cửu kể từ các nghiên cứu ban đầu vào năm 2014 và 2015. Sau khi nghiên cứu các nền văn hóa, các nhà khoa học phát hiện tất cả các virus thây ma đều có khả năng lây nhiễm và do đó là mối đe dọa sức khỏe. Họ cho rằng con người có thể đối mặt với những đại dịch như COVID-19 trong tương lai khi lớp băng vĩnh cửu tan chảy, tiếp tục giải phóng các loại virus ngủ yên trong thời gian dài. Cần có thêm nhiều nghiên cứu để xác định mức độ lây nhiễm của những virus chưa biết này khi tiếp xúc với ánh sáng, nhiệt độ, oxy và các yếu tố môi trường ngoài trời khác. Trên tờ Washington Post, một bài viết đã kêu gọi người Mỹ nên coi côn trùng là nguồn thực phẩm chính. Tác giả của bài báo lập luận rằng việc chuyển từ thịt bò, lợn và gà sang ăn côn trùng sẽ tốt hơn cho môi trường. Bài báo đã đánh dấu nỗ lực mới nhất của tờ báo này cùng các cơ quan truyền thông khác nhằm thuyết phục người tiêu dùng Mỹ ăn côn trùng. Tìm kiếm nhanh trên Google cho thấy, từ năm 2013, Washington Post liên tục nhắc đến chủ đề này với loạt bài như Tại sao côn trùng cần phải trở thành một phần lớn hơn nữa trong chuỗi thức ăn của người? Hay như bài viết Tại sao bạn có thể và nên ăn côn trùng? Tờ báo tuyên bố 2 tỷ người, tương đương khoảng 1/4 dân số toàn cầu, ăn côn trùng. Đồng thời khẳng định ngành công nghiệp thực phẩm côn trùng sẽ tăng doanh thu hàng năm lên 9,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Tính đến hết tháng 11, đã có hơn 11.900 cơ sở trong số 13.056 cơ sở khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân trong khám chữa bệnh, đạt tỷ lệ trên 91%. Cùng với đó, số lượng công dân có sử dụng căn cước công dân đi khám chữa bệnh trên toàn quốc là gần 6,2 triệu người. Số lượng công dân có thông tin bảo hiểm trả về trên toàn quốc là trên 3,8 triệu người, đạt tỷ lệ 63%. Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kết nối thành công với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ngay từ khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đưa vào vận hành chính thức. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an
thực hiện xác thực thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua số chứng minh nhân dân để đối chiếu, đồng bộ số căn cước công dân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sang cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội. Ủy ban nhân dân thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Đức, tỉnh Bình Định cho biết, một học sinh 5 tuổi của trường mầm non Tăng Bạt Hổ tử vong chưa rõ nguyên nhân sau bữa ăn tại trường. Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 29 tháng 11, sau khi ăn cơm ở trường, em nhỏ được cô giáo đưa đi ngủ như thường ngày. Nhưng sau đó, cô giáo phát hiện học sinh có một số dấu hiệu bất thường về sức khỏe nên đưa trẻ đến trung tâm y tế huyện Hoài Ân, Bình Định để cấp cứu nhưng em bé đã tử vong. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tử vong thương tâm này. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết có nhiều diễn biến phức tạp, số ca mắc trên địa bàn Hà Nội những ngày gần đây có dấu hiệu tăng cao. Các trung tâm y tế dự phòng đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng chống, ghi nhận tại huyện Mỹ Đức. Một buổi phun hóa chất diệt muỗi của các nhân viên trung tâm y tế huyện Mỹ Đức. Hóa chất được pha trộn với dầu, phun ra ở dạng khói nóng có độ bám dính cao. Những chiếc máy phun này được đánh giá là hiệu quả hơn so với những thiết bị thông thường. Phun thuốc này là phun bằng cái thuốc han tốc của trung tâm y tế đưa về. Thì cái này là cứ pha theo tỷ lệ của nhà sản xuất. Sau khi mà phun cái thuốc này thì số lượng muỗi mà diệt được là phải trên 95%. Nói chung là ý kiến của người dân thì đa số là bảo phun thế là rất tốt. Tính từ đầu tháng 11 đến nay, trung tâm y tế huyện Mỹ Đức đã tổ chức hàng chục đợt phun hóa chất diệt muỗi, sử dụng tới hơn 8.000 lít dung dịch. 100% hộ dân tại một số xã được phun thuốc trực tiếp tại nhà. Trung tâm y tế huyện đang lên kế hoạch mở rộng vùng phun thuốc ra các xã còn lại. Công tác phun thuốc muỗi được trung tâm y tế thực hiện bài bản, có thông báo trước cho người dân dọn dẹp tổng vệ sinh trước khi thực hiện phun. Sau khi phun thì hiệu quả rất rõ rệt, không còn ruồi muỗi và côn trùng. Môi trường sống thì rất an toàn, tôi không còn cảm thấy ruồi muỗi và côn trùng sống xung quanh mình nữa. Cảm thấy nó yên tâm khi con cái nó chơi đùa ở ngoài. Trung tâm y tế huyện cũng phối hợp với đoàn thanh niên xuống tận nhà dân để truyền thông, vận động người dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Trọng tâm là vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, lật úp và loại bỏ nước ở các dụng cụ chứa nước không cần thiết. Mỗi một tuần là trung tâm y tế cử cán bộ xuống bệnh viện đa khoa huyện theo phân cấp là giám sát từ 2 cho đến 3 lần và cử cán bộ đội chống dịch cơ động của trung tâm là xuống các trạm y tế cùng với trạm y tế để giám sát côn trùng, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Từ đó thì đánh giá các cái kết quả nguy cơ và mình sẽ phát hiện sớm các cái trường hợp nghi ngờ mắc sốt xuất huyết và tiến hành bao vây khoanh vùng xử lý kịp thời. Tính đến thời điểm hiện tại, địa bàn huyện Mỹ Đức đã ghi nhận 92 trường hợp mắc sốt xuất huyết, so với cùng kỳ năm ngoái tăng trên 70 ca. Số ca mắc chưa có xu hướng giảm mà vẫn đang tăng. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, số lượng ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố có xu hướng gia tăng trên 1.200 ca trên một tuần. Cùng với các chiến dịch diệt muỗi, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện phân luồng, phân tuyến, đảm bảo người dân được chăm sóc, điều trị và chuyển tuyến kịp thời. Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình cho biết, dân số Việt Nam đã vượt 99 triệu, đứng thứ 15 thế giới, thứ 8 ở châu Á và thứ 3 ở ASEAN. Việt Nam sẽ đón công dân thứ 100 triệu vào năm 2023. Nhờ sự nỗ lực của chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình, Việt Nam đã đạt và duy trì mức sinh thay thế hơn một thập kỷ qua. Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai ở mức cao 74,7%. Trong đó tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại là 67%. Tuy nhiên, nước ta vẫn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình. Số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 15 đến 49 tuổi hiện nay của nước ta là gần 25 triệu người và vẫn tiếp tục tăng lên 26 triệu người vào năm 2030. Đảm bảo tôn trọng và an toàn trong hỗ trợ phụ nữ, trẻ em di cư mất an toàn và mua bán trở về. Đây là chủ đề của bữa sáng Huy Băng Trắng 2022, sự kiện thường niên vừa diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Đáng chú ý là sự có mặt của 80 đại biểu nam giới là lãnh đạo của các bộ, ban ngành và các tổ chức xã hội. Đảm bảo tôn trọng và an toàn trong hỗ trợ phụ nữ, trẻ em di cư mất an toàn và mua bán trở về, do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng và Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ đã được tổ chức tại Hà Nội. Tại sự kiện năm nay, hơn 80 đại biểu là lãnh đạo nam giới đến từ các bộ, ban ngành, các tổ chức cung cấp dịch vụ đã cùng thảo luận, chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo tôn trọng và an toàn trong suốt quá trình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em di cư bị mua bán trở về. Theo điều tra quốc gia tình hình bạo lực đối với phụ nữ tại Việt Nam lần 2 năm 2019,
Tại Việt Nam, có tới 90,4% phụ nữ bị bạo lực thể xác hoặc tình dục do chồng gây ra, không tìm kiếm bất kỳ sự hỗ trợ nào từ cơ quan chính quyền. Với thông điệp tôn trọng và an toàn, sự kiện năm nay kêu gọi tất cả nam lãnh đạo trở thành những người tiên phong, tạo nên sự thay đổi, thúc đẩy mô hình nam giới tích cực, chung tay phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Sự vào cuộc của nam giới sẽ góp phần thay thế những chuẩn mực xưa cũ, tạo nên các quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau tạo những cơ hội phát triển bình đẳng cho cả nam giới, phụ nữ và các nhóm đa dạng giới khác. Với đặc thù là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, xã Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu có 97% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Điều kiện kinh tế khó khăn khiến các em học sinh nơi đây chưa được quan tâm nhiều đến đời sống và học tập. Những khó khăn đó dần được khắc phục khi học sinh được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ chi phí học tập, nuôi ăn bán trú theo các chính sách của chính phủ. Khoảng 5 năm về trước, việc học của con em trên địa bàn xã Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều trẻ trong độ tuổi đến trường không được đi học, hàng ngày phải theo bố mẹ lên nương. Trước thực trạng đó, các thầy cô giáo đã đến từng gia đình tuyên truyền, giải thích, vận động phụ huynh cho con em đến lớp. Cũng nhờ có cái công tác bán trú cho nên là các cháu là đi học đều hơn và duy trì tốt cái sĩ số và cái tỷ lệ chuyên cần của nhà trường thì hàng ngày là đạt từ 95% trở lên đối với cấp trung học và 98% trở lên đối với cấp tiểu học. Tại trường tiểu học và trung học cơ sở Pu Sam Cáp, có 100% số học sinh được hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81 của Chính phủ và 230 em ở bán trú được hỗ trợ chế độ bán trú. Nhờ chính sách này mà các thầy cô giáo không còn phải đến từng bản, từng nhà vận động học sinh ra lớp, đặc biệt tình trạng học sinh bỏ học giữa trường nhiều năm nay không còn xảy ra. Em ở bán trú từ năm lớp 3, ở trường đường nhà nước. Nhà nước nuôi ăn uống đầy đủ ngon. Với sự ân cần, quan tâm, sẻ chia của giáo viên đã giúp các em thêm yêu trường. Nhờ đó toàn xã duy trì sĩ số học sinh đạt trên 99%, tỷ lệ học sinh chuyên cần đạt 96%. Chỉ đạo là hoàn thiện các cái hồ sơ để đảm bảo cái quyền lợi cho các cháu, rồi là huy động cái nguồn lực có thể ở xã để cùng chung sức với nhà trường thúc đẩy cái giáo dục của địa phương đi lên. Đằng sau những bữa cơm ấm áp tình thầy trò vùng cao là sự cố gắng của tập thể các nhà trường với mục tiêu tất cả vì học sinh thân yêu, giúp các em có điều kiện học tập tốt nhất. Dù còn nhiều gian khó, nhưng với những chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng tâm huyết và lòng yêu nghề của thầy cô giáo nơi đây sẽ tiếp sức cho các em học sinh vùng khó đến trường. Tiếp theo chương trình là một số nội dung đáng chú ý khác. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng tốc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người từ 60 tuổi trở lên. Sau khi ghi nhận số ca mắc mới hàng ngày ở mức cao trong thời gian gần đây, việc tiêm chủng sẽ được đẩy mạnh tại các điểm như Viện Dưỡng Lão và những người không muốn tiêm vaccine bắt buộc phải có lý do cụ thể. Khoảng cách tiêm các mũi vaccine được rút ngắn còn 3 tháng đối với người trên 80 tuổi. Theo thống kê tại nước này, chỉ có 65,7% số người trên 80 tuổi đã tiêm đủ liều vaccine cơ bản. Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam 15 tuổi vào viện khám vì đau bụng cơn vùng quanh rốn, bụng trướng, chưa có tiền sử bị bệnh bất thường. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị tắc ruột, theo dõi ung thư đại tràng trái và chỉ định mổ cấp cứu làm hậu môn nhân tạo đại tràng trái. Sau 10 ngày, bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cắt đại tràng trái và vét hạch. Các bác sĩ tiếp tục đánh giá tình trạng và xét điều trị hóa chất bổ trợ cho bệnh nhân. Sau vụ việc 10 trẻ nhập viện do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn sushi của một quầy bán hàng lưu động, các cơ quan chức năng thành phố Tây Ninh đã tiến hành điều tra và xác minh cơ sở kinh doanh gây ra các vụ ngộ độc trên là KTT Fast Food. Qua quá trình kiểm tra cho thấy, cơ sở này không đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh thực phẩm, không có giấy đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, trang thiết bị dụng cụ không đảm bảo. Người bán không trang bị đủ khẩu trang tạp dề. Cơ sở kinh doanh những sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Các nhà khoa học Pháp cảnh báo tình trạng nóng lên toàn cầu có thể khiến một số loại virus hồi sinh gây ra đại dịch mới trên thế giới. Sau sự hồi sinh của loại virus Thây Ma bị mắc kẹt dưới hồ nước đóng băng ở Nga khoảng 50.000 năm. Các nhà khoa học Pháp đưa ra cảnh báo cho cơ quan y tế về việc thiếu cập nhật quan trọng về virus trong lớp băng vĩnh cửu kể từ các nghiên cứu ban đầu vào năm 2014 và 2015. Sau khi nghiên cứu các nền văn hóa, các nhà khoa học phát hiện tất cả các virus Thây Ma đều có khả năng lây nhiễm,
và do đó là mối đe dọa sức khỏe. Họ cho rằng con người có thể đối mặt với những đại dịch như COVID-19 trong tương lai khi lớp băng vĩnh cửu tan chảy, tiếp tục giải phóng các loại virus ngủ yên trong thời gian dài. Cần có thêm nhiều nghiên cứu để xác định mức độ lây nhiễm của những virus chưa biết này khi tiếp xúc với ánh sáng, nhiệt độ, oxy và các yếu tố môi trường ngoài trời khác. Trên tờ Washington Post, một bài viết đã kêu gọi người Mỹ nên coi côn trùng là nguồn thực phẩm chính. Tác giả của bài báo lập luận rằng việc chuyển từ thịt bò, lợn và gà sang ăn côn trùng sẽ tốt hơn cho môi trường. Bài báo đã đánh dấu nỗ lực mới nhất của tờ báo này cùng các cơ quan truyền thông khác nhằm thuyết phục người tiêu dùng Mỹ ăn côn trùng. Tìm kiếm nhanh trên Google cho thấy, từ năm 2013, Washington Post liên tục nhắc đến chủ đề này với loạt bài như Tại sao côn trùng cần phải trở thành một phần lớn hơn nữa trong chuỗi thức ăn của người? Hay như bài viết Tại sao bạn có thể và nên ăn côn trùng? Tờ báo tuyên bố 2 tỷ người, tương đương khoảng 1/4 dân số toàn cầu ăn côn trùng. Đồng thời khẳng định ngành công nghiệp thực phẩm côn trùng sẽ tăng doanh thu hàng năm lên 9,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Tính đến hết tháng 11, đã có hơn 11.900 cơ sở trong số 13.056 cơ sở khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân trong khám chữa bệnh, đạt tỷ lệ trên 91%. Cùng với đó, số lượng công dân có sử dụng căn cước công dân đi khám, chữa bệnh trên toàn quốc là gần 6,2 triệu người. Số lượng công dân có thông tin bảo hiểm trả về trên toàn quốc là trên 3,8 triệu người, đạt tỷ lệ 63%. Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kết nối thành công với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ngay từ khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đưa vào vận hành chính thức. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện xác thực thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua số chứng minh nhân dân để đối chiếu, đồng bộ số căn cước công dân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sang cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội. Ủy ban nhân dân thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Đức, tỉnh Bình Định cho biết, một học sinh 5 tuổi của trường mầm non Tăng Bạt Hổ tử vong chưa rõ nguyên nhân sau bữa ăn tại trường. Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 29 tháng 11, sau khi ăn cơm ở trường, em nhỏ được cô giáo đưa đi ngủ như thường ngày. Nhưng sau đó, cô giáo phát hiện học sinh có một số dấu hiệu bất thường về sức khỏe nên đưa trẻ đến Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân, Bình Định để cấp cứu nhưng em bé đã tử vong. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tử vong thương tâm này. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết có nhiều diễn biến phức tạp, số ca mắc trên địa bàn Hà Nội những ngày gần đây có dấu hiệu tăng cao, các trung tâm y tế dự phòng đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng chống, ghi nhận tại huyện Mỹ Đức. Một buổi phun hóa chất diệt muỗi của các nhân viên trung tâm y tế huyện Mỹ Đức. Hóa chất được pha trộn với dầu, phun ra ở dạng khói nóng có độ bám dính cao. Những chiếc máy phun này được đánh giá là hiệu quả hơn so với những thiết bị thông thường. Phun thuốc này là phun bằng cái thuốc han tốc của trung tâm y tế đưa về. Thì cái này là cứ pha theo tỷ lệ của nhà sản xuất. Sau khi mà phun cái thuốc này thì số lượng muỗi mà diệt được là phải trên 95%. Nói chung là ý kiến của người dân thì đa số là bảo phun thế là rất tốt. Tính từ đầu tháng 11 đến nay, Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức đã tổ chức hàng chục đợt phun hóa chất diệt muỗi, sử dụng tới hơn 8.000 lít dung dịch. 100% hộ dân tại một số xã được phun thuốc trực tiếp tại nhà. Trung tâm Y tế huyện đang lên kế hoạch mở rộng vùng phun thuốc ra các xã còn lại. Công tác phun thuốc muỗi được Trung tâm Y tế thực hiện bài bản, có thông báo trước cho người dân dọn dẹp tổng vệ sinh trước khi thực hiện phun. Sau khi phun thì hiệu quả rất rõ rệt, không còn ruồi muỗi và côn trùng. Môi trường sống thì rất an toàn, tôi không còn cảm thấy ruồi muỗi và côn trùng sống xung quanh mình nữa. Cảm thấy nó yên tâm khi con cái nó chơi đùa ở ngoài. Trung tâm Y tế huyện cũng phối hợp với đoàn thanh niên xuống tận nhà dân để truyền thông, vận động người dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Trọng tâm là vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, lật úp và loại bỏ nước ở các dụng cụ chứa nước không cần thiết. Mỗi một tuần là trung tâm y tế cử cán bộ xuống bệnh viện đa khoa huyện theo phân cấp là giám sát từ 2 cho đến 3 lần và cử cán bộ đội chống dịch cơ động của trung tâm là xuống các trạm y tế cùng với trạm y tế để giám sát côn trùng, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Từ đó thì đánh giá các cái kết quả nguy cơ và mình sẽ phát hiện sớm các cái trường hợp nghi ngờ mắc sốt xuất huyết và tiến hành bao vây khoanh vùng xử lý kịp thời. Tính đến thời điểm hiện tại, địa bàn huyện Mỹ Đức đã ghi nhận 92 trường hợp mắc sốt xuất huyết, so với cùng kỳ năm ngoái tăng trên 70 ca. Số ca mắc chưa có xu hướng giảm mà vẫn đang tăng. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội,
số lượng ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố có xu hướng gia tăng, trên 1.200 ca trên một tuần. Cùng với các chiến dịch diệt muỗi, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện phân luồng, phân tuyến, đảm bảo người dân được chăm sóc, điều trị và chuyển tuyến kịp thời. Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình cho biết, dân số Việt Nam đã vượt 99 triệu, đứng thứ 15 thế giới, thứ 8 ở châu Á và thứ 3 ở ASEAN. Việt Nam sẽ đón công dân thứ 100 triệu vào năm 2023. Nhờ sự nỗ lực của chương trình Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, Việt Nam đã đạt và duy trì mức sinh thay thế hơn một thập kỷ qua. Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai ở mức cao 74,7%. Trong đó tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại là 67%. Tuy nhiên, nước ta vẫn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình. Số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 15 đến 49 tuổi hiện nay của nước ta là gần 25 triệu người và vẫn tiếp tục tăng lên 26 triệu người vào năm 2030. Đảm bảo tôn trọng và an toàn trong hỗ trợ phụ nữ, trẻ em di cư mất an toàn và mua bán trở về. Đây là chủ đề của bữa sáng Huy Băng Trắng 2022, sự kiện thường niên vừa diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Đáng chú ý là sự có mặt của 80 đại biểu nam giới là lãnh đạo của các bộ, ban ngành và các tổ chức xã hội. Đảm bảo tôn trọng và an toàn trong hỗ trợ phụ nữ, trẻ em di cư mất an toàn và mua bán trở về, do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng và Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ đã được tổ chức tại Hà Nội. Tại sự kiện năm nay, hơn 80 đại biểu là lãnh đạo nam giới đến từ các bộ, ban ngành, các tổ chức cung cấp dịch vụ đã cùng thảo luận, chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo tôn trọng và an toàn trong suốt quá trình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em di cư bị mua bán trở về. Theo điều tra quốc gia tình hình bạo lực đối với phụ nữ tại Việt Nam lần 2 năm 2019. Tại Việt Nam, có tới 90,4% phụ nữ bị bạo lực thể xác hoặc tình dục do chồng gây ra, không tìm kiếm bất kỳ sự hỗ trợ nào từ cơ quan chính quyền. Với thông điệp tôn trọng và an toàn, sự kiện năm nay kêu gọi tất cả nam lãnh đạo trở thành những người tiên phong, tạo nên sự thay đổi, thúc đẩy mô hình nam giới tích cực, chung tay phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Sự vào cuộc của nam giới sẽ góp phần thay thế những chuẩn mực xưa cũ, tạo nên các quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau tạo những cơ hội phát triển bình đẳng cho cả nam giới, phụ nữ và các nhóm đa dạng giới khác. Với đặc thù là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, xã Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu có 97% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Điều kiện kinh tế khó khăn khiến các em học sinh nơi đây chưa được quan tâm nhiều đến đời sống và học tập. Những khó khăn đó dần được khắc phục khi học sinh được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ chi phí học tập, nuôi ăn bán trú theo các chính sách của chính phủ. Khoảng 5 năm về trước, việc học của con em trên địa bàn xã Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều trẻ trong độ tuổi đến trường không được đi học, hàng ngày phải theo bố mẹ lên nương. Trước thực trạng đó, các thầy cô giáo đã đến từng gia đình tuyên truyền, giải thích, vận động phụ huynh cho con em đến lớp. Cũng nhờ có cái công tác bán trú cho nên là các cháu là đi học đều hơn và duy trì tốt cái sĩ số và cái tỷ lệ chuyên cần của nhà trường thì hàng ngày là đạt từ 95% trở lên đối với cấp trung học và 98% trở lên đối với cấp tiểu học. Tại trường tiểu học và trung học cơ sở Pu Sam Cáp, có 100% số học sinh được hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81 của Chính phủ và 230 em ở bán trú được hỗ trợ chế độ bán trú. Nhờ chính sách này mà các thầy cô giáo không còn phải đến từng bản, từng nhà vận động học sinh ra lớp, đặc biệt tình trạng học sinh bỏ học giữa trường nhiều năm nay không còn xảy ra. Em ở bán trú từ năm lớp 3 ở trường đường nhà nước. Nhà nước nuôi ăn uống đầy đủ ngon. Với sự ân cần, quan tâm, sẻ chia của giáo viên đã giúp các em thêm yêu trường. Nhờ đó toàn xã duy trì sĩ số học sinh đạt trên 99%, tỷ lệ học sinh chuyên cần đạt 96%. Chỉ đạo là hoàn thiện các cái hồ sơ để đảm bảo cái quyền lợi cho các cháu, rồi là huy động cái nguồn lực có thể ở xã để cùng chung sức với nhà trường thúc đẩy cái giáo dục của địa phương đi lên. Đằng sau những bữa cơm ấm áp tình thầy trò vùng cao là sự cố gắng của tập thể các nhà trường với mục tiêu tất cả vì học sinh thân yêu, giúp các em có điều kiện học tập tốt nhất. Dù còn nhiều gian khó, nhưng với những chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng tâm huyết và lòng yêu nghề của thầy cô giáo nơi đây sẽ tiếp sức cho các em học sinh vùng khó đến trường. Tiếp theo chương trình là một số nội dung đáng chú ý khác. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng tốc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người từ 60 tuổi trở lên sau khi ghi nhận số ca mắc mới hàng ngày ở mức cao trong thời gian gần đây.
việc tiêm chủng sẽ được đẩy mạnh tại các điểm như viện dưỡng lão và những người không muốn tiêm vaccine bắt buộc phải có lý do cụ thể. Khoảng cách tiêm các mũi vaccine được rút ngắn còn 3 tháng đối với người trên 80 tuổi. Theo thống kê tại nước này, chỉ có 65,7% số người trên 80 tuổi đã tiêm đủ liều vaccine cơ bản. Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam 15 tuổi vào viện khám vì đau bụng cơn vùng quanh rốn, bụng trướng, chưa có tiền sử bị bệnh bất thường. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị tắc ruột, theo dõi ung thư đại tràng trái và chỉ định mổ cấp cứu làm hậu môn nhân tạo đại tràng trái. Sau 10 ngày, bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cắt đại tràng trái và vết hạch. Các bác sĩ tiếp tục đánh giá tình trạng và xét điều trị hóa chất bổ trợ cho bệnh nhân. Sau vụ việc 10 trẻ nhập viện do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn sushi của một quầy bán hàng lưu động, các cơ quan chức năng thành phố Tây Ninh đã tiến hành điều tra và xác minh cơ sở kinh doanh gây ra các vụ ngộ độc trên là KTT Fast Food. Qua quá trình kiểm tra cho thấy, cơ sở này không đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh thực phẩm, không có giấy đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, trang thiết bị dụng cụ không đảm bảo. Người bán không trang bị đủ khẩu trang tạp dề. Cơ sở kinh doanh những sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng.